TV Ánh Sáng tin mừng với Cẩm Ánh, Thu Trang, Thanh Thủy và anh chị em thực hiện chương trình. Xin trân trọng và thân ái kính chào quý khán thính giả. Xin kính chúc quý vị được tràn đầy niềm vui và an bình trong Thiên Chúa qua chương trình TV Ánh Sáng tin mừng. Hôm nay ngày 16 tháng 8 năm 2020, theo lịch phụng vụ Công giáo, hôm nay là Chủ nhật thứ 20A thường niên. Các lễ đặc biệt trong tuần này gồm có: thứ Tư ngày 19 tháng 8, lễ Thánh Gioan New Day Linh Mục; thứ Năm ngày 20 tháng 8, lễ Thánh Bernardo Viện Phụ Tiến sĩ Hội Thánh lễ nhớ; thứ Sáu ngày 21 tháng 8, lễ Thánh Pio X Giáo Hoàng lễ nhớ; thứ Bảy ngày 22 tháng 8, lễ Đức Mẹ Nữ Vương lễ nhớ. Chương trình TV Ánh Sáng tin mừng hôm nay gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, thánh nhạc phụng ca, tin tức giáo hội hoàn vũ, tiết mục phóng sự lễ khấn dòng, và sau cùng là phép lành hội thánh. Giờ đây xin kính mời quý vị cùng hiệp ý với chúng tôi dâng lời nguyện lên Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa chí thánh và giàu lòng xót thương, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Xin Chúa dằn muôn ân huệ thiêng liêng cho những người yêu mến Chúa. Xin đổ tràn tình yêu nồng nhiệt Chúa xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một niềm mến Chúa trên tất cả mọi sự, để chúng con luôn bền vững tín thác vào Chúa trong lúc gian truân và thử thách này. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý anh chị em đang thực hiện chương trình TV Ánh Sáng tin mừng luôn nhiệt tâm phụng sự Chúa trong khiêm nhu, và nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên quý khán thính giả đang theo dõi chương trình TV Ánh Sáng tin mừng được tràn đầy ơn lành và tình thương yêu của Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyro và Sidon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng người rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin thương xót tôi, con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm. Nhưng người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần người mà xin rằng: Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi. Người trả lời: Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel. Nhưng bà kia đến lạy người mà nói: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó. Bà ấy đáp lại: Vâng, lạy Ngài, vì chó cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống. Bấy giờ Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: Này bà có lòng mạnh tin, bà muốn sao thì được vậy. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có lẽ không ít người trong chúng ta sẽ cảm thấy chói tai khi nghe những lời mà Chúa Giêsu đã nói với người đàn bà Canaan trong đoạn tin mừng ngày hôm nay. Cách diễn tả của thánh sử Matthew xem ra nặng tính phân biệt giữa dân được tuyển chọn của Thiên Chúa và dân ngoại, dân không được tuyển chọn. Niềm tin phải là điều đầu tiên và cần thiết nhất trong mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa. Hơn thế nữa, niềm tin mà chúng ta đang có giống như một hạt giống cần được chăm bón cẩn thận bằng những thức ăn thiêng liêng cần thiết. Một trong những nguồn sống quan trọng cho tâm hồn chúng ta chính là đời sống cầu nguyện. Chúng ta tìm kiếm nguồn sống này ở đâu, thưa quý ông bà và anh chị em? Câu chuyện về Chúa Giêsu và người phụ nữ Canaan trong tin mừng ngày hôm nay để lại một bài học thật quý giá về đời sống đức tin và cầu nguyện của mỗi chúng ta. Gương cầu nguyện của người đàn bà Canaan thật nổi bật với hai nhân đức rất căn bản và cần thiết cho đời sống cầu nguyện hàng ngày của mỗi chúng ta, đó là nhân đức khiêm nhường và đức mến. Nhân đức cần thiết đầu tiên trong đời sống cầu nguyện là nhân đức khiêm nhường,
Bởi lẽ với thái độ khiêm nhường, Thiên Chúa sẽ dễ dàng đoái nhìn đến lời cầu nguyện của chúng ta hơn. Trong một dịp nghỉ hè tại Oregon, còn có dịp ghé thăm tu viện kính Benedicto ở núi Thiên Thần, Mount Angel, khoảng 40 dặm về phía nam thành phố Portland, tiểu bang Oregon. Quang cảnh rất đẹp của ngọn núi đã thu hút nhiều du khách và những người đến tịnh tâm tại đây. Trên đường xuống núi, một lần con để ý đến vẻ đẹp của những cánh đồng lúa mì mênh mông ở hai bên đường. Không thể kiềm chế được tính tò mò của mình, vì quả thật đó là lần đầu tiên con được xem tận mắt, sờ tận tay bông lúa mì mà trước đó chỉ thấy trên sách vở và Internet mà thôi. Khi dừng xe lại, đi bộ đến gần để xem tận mắt và chụp hình, con nhận thấy sự không đồng đều của những cây lúa mì. Cây thì cao, cây thì thấp, cây ít bông hạt, cây nhiều bông hạt. Có một điểm đặc biệt là có những cây lúa mì tuy cao nhưng lại nhìn thấp hơn vì bông hạt của nó quá nhiều, khiến nó bị khuỵu xuống. Cây nào càng nhiều bông hạt thì càng bị oằn xuống so với những cây còn lại. Khi nghe bài tin mừng ngày hôm nay, thật không khó để chúng ta nhận ra sự khiêm nhường đáng khâm phục của người đàn bà Canaan. Khi bà đến cầu xin Chúa Giêsu chữa cho con của bà đã cúi mình xuống trước những lời nói có vẻ nặng nề của Ngài. Bà đã hết sức khiêm nhường và tin tưởng. Bà đã vượt qua được cuộc thử thách cam go của niềm tin. Chính bởi tình yêu lớn lao bà dành cho người con gái của bà, cảm động trước niềm tin kiên vững của bà, Chúa Giêsu đã ban cho bà điều bà xin cùng Ngài. Trong đời sống cầu nguyện gắn bó với Chúa, ngoài đức tin và tình yêu chúng ta dành cho Thiên Chúa, khiêm nhường là một đức tính cần thiết. Bởi vì chỉ có khiêm nhường thì con người mới nhận ra mình đang ở đâu và Thiên Chúa đang ở đâu trong cuộc đời chúng ta. Chỉ có khiêm nhường thì con người mới nhận ra mình chỉ là hư vô và cần đến Thiên Chúa trong mọi sự. Khiêm nhường là khởi điểm cho tinh thần phó thác của mỗi chúng ta vào Thiên Chúa. Trong đời sống cầu nguyện hàng ngày, đa phần chúng ta cầu xin, Thiên Chúa cũng hiểu thôi. Đôi khi Ngài chậm ban, chúng ta than trách. Chúa không ban, chúng ta thất vọng và lắm lúc mất niềm tin vào Ngài. Chúa ban cho điều khác với chúng ta xin, chúng ta cũng than phiền. Thánh Phêrô trong thư thứ nhất của Ngài đã dạy chúng ta rằng đức tin là thứ quý hơn vàng gấp bội, cần phải được tôi luyện bằng thử thách gian nan. Chớ nản chí trong cầu nguyện, nhưng luôn tin tưởng với lòng khiêm nhường của chúng ta vào Thiên Chúa không bao giờ thua chúng ta về lòng quảng đại, nhất là những điều cần thiết cho phần rỗi chúng ta. Lời Chúa ngày Chúa Nhật hôm nay dạy mỗi chúng ta rằng, ngoài niềm tin tuyệt đối vào tình thương của Thiên Chúa, chúng ta phải có thái độ khiêm nhường trong lời cầu xin của chúng ta. Vì người có lòng khiêm nhường thật, thì lời cầu xin của họ luôn được Thiên Chúa lắng nghe. Thứ đến, lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Thiên Chúa phải là lời cầu nguyện phát xuất từ lòng mến của chúng ta dành cho Chúa và cho tha nhân. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, người mẹ đã bất chấp tất cả, kể cả danh dự bản thân, khi đón nhận những lời nói xem ra rất khó chấp nhận, để cầu xin cho được điều mình muốn, chỉ vì bà quá yêu đứa con bé bỏng của bà. Có hai người bạn bị đắm tàu và trôi dạt vào một hòn đảo. Giữa họ đã xảy ra một cuộc tranh luận với nhau về hiệu lực của lời cầu nguyện. Thế là họ tách riêng ra sống trong những căn lều khác nhau. Anh thứ nhất cầu cho có thức ăn, và anh liền có thức ăn ngay. Sau đó anh cầu cho có vợ đẹp con ngoan. Anh liền có vài ngày sau đó khi có một người phụ nữ đẹp cũng bị đắm tàu và trôi dạt vào hòn đảo này. Sau cùng anh cầu xin cho có con tàu nào đó đến rước gia đình anh về đất liền. Thế là một con tàu đi buôn qua đó và đón rước họ lên tàu về đất liền như anh khấn nguyện. Nhưng còn người thứ hai thì không thấy gì cả. Khi người thứ nhất vui mừng bước lên tàu với vợ con của mình thì bỗng nghe một tiếng lạ từ trời phán xuống. Còn người thứ hai kia thì sao? Con bỏ anh ta lại đảo hoang này một mình à? Người thứ nhất nhanh nhẹn trả lời. Thưa Ngài, đây là kết quả của những lời cầu nguyện của riêng tôi. Vì tôi đã cầu nguyện và được Ngài nhậm lời. Anh kia cũng cầu nguyện nhưng không được nhậm lời thì anh ta đành phải chịu thôi chứ sao?
tiếng từ trời phán tiếp: Con lầm rồi, ta đã nhận lời cầu nguyện của anh kia, chứ không phải là lời cầu nguyện của con. Người thứ nhất thắc mắc hỏi tại sao, thì được trả lời rằng: Con muốn biết anh ta cầu nguyện thế nào ư? Phải, đêm ngày anh ta đã không ngừng lặp lại rằng: Xin Chúa nhận lời cầu nguyện của anh bạn con. Lắng nghe nhu cầu của tha nhân và dâng lên Thiên Chúa giúp cho họ là lời cầu nguyện đẹp lòng Thiên Chúa và đáng được Ngài chấp nhận. Người có lòng thương xót người khác sẽ được Thiên Chúa xót thương. Đây là lời cầu nguyện mà chúng ta thường hay quên trong cuộc sống của chúng ta. Việc chúng ta cầu cho bản thân, cho gia đình và cho những người quen biết là điều rất tự nhiên và cần thiết. Tuy nhiên, đó là lời cầu nguyện chưa đầy đủ. Lắm lúc chúng ta cảm thấy bất lực vì người nghèo lúc nào cũng ở quanh ta mà chúng ta không thể nào giúp hết được. Hãy giúp họ với khả năng của chúng ta đang có. Hãy ít ra hãy cầu nguyện cho họ. Hãy tự suy nghĩ xem đã biết bao nhiêu lần chúng ta đón nhận ơn lành của Chúa nhờ lời cầu nguyện và sự quảng đại giúp đỡ của người khác. Trong một thị kiến, chính Chúa Giêsu đã bảo cho thánh nữ Katharina Siena biết rằng: Chỉ vì lời cầu nguyện và đời sống đạo đức của một số ít các tôi tớ trung thành của Thiên Chúa đang còn sống mà Ngài đã không thiêu hủy thế giới đầy tội lỗi này ngay lập tức. Trong đời sống cầu nguyện hàng ngày, mỗi chúng ta luôn được mời gọi để nhớ đến nhu cầu của thế giới, của giáo hội và của những người sống chung quanh chúng ta, thay vì chỉ ích kỷ nghĩ đến bản thân mình mà thôi. Thế nên lời cầu nguyện của những tâm hồn biết nghĩ đến nhu cầu của tha nhân luôn đẹp lòng Thiên Chúa. Ngài sẽ khấn nhận lời chúng ta xin và ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên họ và trên chúng ta nữa. Cầu nguyện luôn là nguồn thức ăn cần thiết cho đời sống tâm linh của mỗi chúng ta, những người con cái của Cha trên trời nhưng vẫn còn đang lưu lạc nơi trần thế này. Nhận thức được tầm quan trọng của lời cầu nguyện, mỗi chúng ta hãy xin mẹ Maria cầu cùng Chúa ban cho chúng ta một con tim khiêm nhường rộng mở, cùng với một tấm lòng quảng đại đối với mọi nhu cầu của anh chị em sống chung quanh, những người đang cần đến ơn Thánh Chúa qua lời cầu nguyện của chúng ta. Amen. Con vâng tin nơi Ngài.
chân cho người què cụt, cùng làm tay cho người bị điếc. Xin gửi con vào khắp muôn nhà, tặng thuốc thang cho người bệnh tật, tặng chiếu chăn cho người lạnh con. Chẳng phải con đã chọn ngài, nhưng chính ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu ngài, từ lúc con chưa nhận biết ngài, ngài yêu con giữa muôn người, ngài đã chọn con. Đức Thánh Cha Francisco gửi sứ điệp cho dòng Francisco hèn mọn thánh tâm, tin Vatican, vào ngày 8 tháng 8 năm 2021, các nữ tu dòng Francisco hèn mọn thánh tâm sẽ mừng 100 năm ngày sinh của vị sáng lập, Trường Phước Maria Margherita Caiani. Nhân dịp hội dòng chuẩn bị một năm cho sự kiện quan trọng này, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho các nữ tu. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha hy vọng năm nay có thể là dịp để toàn thể hội dòng tưởng nhớ cuộc đời và những lời dạy của Đấng Sáng Lập, cũng như chặng đường gần 120 năm và nhìn ra những thách đố trong tương lai. Đức Thánh Cha Francisco gửi thư nhân kỷ niệm 75 năm vụ ném bom nguyên tử, tin Vatican, nhân dịp kỷ niệm 75 năm vụ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư đến Thống đốc tỉnh Hiroshima của Nhật Bản để bày tỏ gần gũi của Ngài và kêu gọi giải trừ vũ khí đặc biệt là vũ khí hạt nhân. Trong bức thư, Ngài nhắc lại chuyến tông du của Ngài đến Nhật Bản vào tháng 11 năm ngoái. Khi đó, Ngài có cơ hội đến hai thành phố Hiroshima và Nagasaki và phát biểu những suy tư về sự tàn phá, sự sống con người và tài sản trong những ngày khủng khiếp cách đây 3/4 thế kỷ. Cử hành bí tích rửa tội với nghi thức sửa đổi tùy tiện là không thành, tin Vatican. Không thành sự khi cử hành bí tích rửa tội với nghi thức đã được sửa đổi cách tùy tiện, và những ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội như thế phải được lãnh nhận bí tích lại theo các quy tắc phụng vụ do giáo hội thiết lập. Ngày 6 tháng 8, Bộ Giáo lý Đức Tin cho biết công thức chính thức của giáo hội là tôi, cha, rửa anh, chị, con, nhân danh cha và con và thánh thần. Những nghi thức khác sẽ không thành. Cộng đồng Vatican II xác định rằng không một ai, ngay cả linh mục, có quyền thực hiện theo sáng kiến của mình. Giáo phận South Dakota buộc tham dự lễ Chúa Nhật trở lại. Tin Hoa Kỳ, Giám mục Donald DeCru thuộc giáo phận Sioux Falls ở South Dakota đã tuyên bố vào ngày 10 tháng 8 rằng sau khi cầu nguyện, tham khảo ý kiến với các giáo sĩ và những người cố vấn khác và dựa trên các dữ liệu, tôi sẽ thay đổi lệnh miễn trừ chỉ áp dụng cho những người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng và những người chịu trách nhiệm chăm sóc họ, có hiệu lực vào ngày 17 tháng 8. Tuyên bố này đã khiến Sioux Falls trở thành giáo phận đầu tiên dỡ bỏ lệnh miễn trừ tham dự lễ Chúa Nhật, đã được đưa vào khắp các giáo phận Hoa Kỳ trong lúc đại dịch đang hoàn thành. Tình yêu vô điều kiện đã cứu cặp song sinh dính liền, tin Việt Nam. Vào ngày 3 tháng 8, Bệnh viện Nhi đồng thành phố Sài Gòn đã thông báo rằng cặp song sinh Maria Hoàng Trúc Nhi và Teresa Hoàng Diệu Nhi hiện sức khỏe tốt, không bị sốt và tự thở. Cặp song sinh dính xương chậu vào nhau khi chào đời đã được khoảng 100 bác sĩ và y tá tách ra vào ngày 15 tháng 7 sau ca phẫu thuật kéo dài 14 giờ. Mẹ là Maria Trần Thị Hồng Thủy, 26 tuổi, cho biết tình yêu của cha mẹ và Chúa là điều cốt yếu cho sự sống còn và bình an của họ. Cô nói, Chúa yêu chúng ta theo một cách riêng và dẫn chúng ta đi đúng đường.
Hồng Kông quảng bá bản sắc dân tộc trong các trường công giáo. Tin Hồng Kông, các trường công giáo Hồng Kông đã được lệnh phải giải thích các quy định của luật an ninh quốc gia mới đã có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm nay và khuyến khích tinh thần yêu nước của học sinh. Theo nội dung một bức thư do giáo phận Hồng Kông gửi tới gần 200 trường học, bức thư được ký do Phêrô Lau Chiêu Dinh, một giáo dân đại diện giám mục giáo dục của giáo phận, đã được gửi tới các hiệu trưởng và ban lãnh đạo của tất cả các trường trung và tiểu học công giáo. Dòng Francisco tại Assisi báo cáo 18 trường hợp COVID-19, tin Italy. Trong khi Assisi phần lớn được che chở khỏi một đợt bùng phát coronavirus trong thời gian nước Ý đóng cửa, 10 tu sĩ dòng Francisco và 8 thập sinh tại trung tâm hành hương đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong tuần qua. Vào ngày 10 tháng 8, cha Enzo Fortunato, phát ngôn viên của dòng tại Vương cung Thánh đường Thánh Francisco Assisi nói rằng tất cả 18 người đàn ông đều được cách ly và sức khỏe tốt. Cha cũng cho biết rằng trung tâm vẫn đón tiếp khách hành hương như thường lệ. Các hạn chế phá thai ở Arkansas có thể có hiệu lực, tin Hoa Kỳ. Vào ngày 7 tháng 8 vừa qua, một tòa phúc thẩm liên bang đã xóa bỏ lệnh cấm 4 quy định phá thai Arkansas có hiệu lực. Luật hạn chế phá thai của Arkansas vào năm 2017 có thể có hiệu lực vào ngày 28 tháng 8. Các luật bao gồm lệnh cấm phá thai chỉ dựa trên giới tính và 2 quy định về bảo quản và thải bỏ mô của trẻ sơ sinh bị phá thai, cũng như luật cấm phương pháp phá thai trong giai đoạn 2, được gọi là hút thai và di tản, là cách mà thai nhi bị phân hoại. Một giám mục Á Căn Đình nói Vatican ra lệnh đóng cửa chủng viện, tin Argentina. Giám mục Eduardo Maria Tausig của San Rafael cho biết ngày 7 tháng 8 rằng chủng viện Santa Maria Madre de Dios tại Mendoza, Argentina đã được lệnh đóng cửa vào tháng 12, tức là cuối năm học, bởi bộ giáo sĩ của tòa thánh, chứ không phải giáo phận San Rafael. Sau một cuộc tranh cãi xung quanh việc rước thánh thể trong đại dịch coronavirus, Ngài cho biết quyết định đóng cửa chủng viện đã gây sự thất vọng sâu sắc và Ngài đang thảo luận với Tòa Thánh Vatican về nơi các học sinh của trường sẽ được gửi đến để tiếp tục chương trình học. Nhật báo Hồng Kông thề đấu tranh cho dân chủ, tin Hồng Kông. Tòa áp Bô Đê Ly của Hồng Kông đã thể hiện thái độ thách thức trước việc bắt giữ chủ nhân tờ Nhật báo theo luật an ninh quốc gia hà khắc và công bố hình ảnh Jimmy Lai bị còng tay trên trang nhất với tiêu đề Hãy chiến đấu. Nhiều độc giả xếp hàng vào sáng sớm ngày 11 tháng 8 để mua các bản sao của tờ báo ủng hộ dân chủ. Một bài xã luận viết, những lời cầu nguyện và động viên của nhiều độc giả và nhà văn khiến chúng tôi tin rằng chừng nào còn độc giả thì sẽ có nhà văn. Và Apple Daily chắc chắn sẽ tiếp tục chiến đấu. Đức Hồng Y Bo kêu gọi liên kết đối thoại trước các cuộc đàm phán, tin Miến Điện. Đức Hồng Y Charles Bo đã kêu gọi một quốc gia thống nhất và hòa bình thông qua đối thoại khi các cuộc nội chiến kéo dài hàng thập kỷ tiếp tục hoành hành ở Myanmar. Trong một tuyên bố vào ngày 11 tháng 8, Ngài nói, không có con đường nào khác ngoài đối thoại. Đối thoại đến từ trái tim và khối óc rộng mở, từ niềm đam mê đối với sự thật mà không xã hội nào sẽ tan rã. Trong sự hợp nhất của Myanmar, chủ nghĩa liên bang về kinh tế và chính trị đã có thể thực hiện được. Tân trưởng ban sinh hoạt công giáo tại Nam Dương, tin Indonesia, Bộ trưởng các vấn đề tôn giáo Faru Razi đã bổ nhiệm Johannes Bayu Samoro, 48 tuổi. Làm người đứng đầu Tổng cục Hướng dẫn Cộng đồng Công giáo vào ngày 10 tháng 8. Samoro sẽ phục vụ ở vị trí cấp cao, vốn đã bỏ trống kể từ khi Eusebius Binsasi nghỉ hưu vào tháng 7 năm 2019 trong 5 năm tới. Razi kêu gọi Tổng Giám đốc mới duy trì sự thật và phải phục vụ xã hội chứ không phải các cá nhân hay tầng lớp thượng lưu vì lợi ích của họ. Giám đốc chủng viện Romero bị sát hại, tin El Salvador. Vào ngày 6 tháng 8, cha Ricardo Antonio Cortes,
Giám đốc Chủng viện Thánh Oscar Romero thuộc giáo phận Zacatecoluca đã bị sát hại. Giáo phận Zacatecoluca bày tỏ sự đau buồn trước tin về cái chết của cha Ricardo Antonio Cortes. Trong một thông cáo, giáo phận tuyên bố đây là một hành động hèn nhát, một tội ác ghê tởm. Sáng thứ Sáu, cha Ricardo được tìm thấy với những vết đạn trên thân mình bên cạnh chiếc xe của cha trên đường Tecoluca thuộc khu San Vicente. Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ giết người, nhưng tới nay vẫn chưa có lời giải thích nào. Một giáo sư về hưu xây 175 căn nhà cho người vô gia cư, tin India. Samuel Sunil, nguyên giáo sư tại Đại học Công giáo Pathanamthitta, là một phụ nữ được nhiều người biết đến và yêu mến ở Ấn Độ trong những năm qua vì những hoạt động xã hội của bà dành cho người nghèo, người vô gia cư, những người dễ bị tổn thương nhất. Bà đang hoàn thành việc xây dựng nơi trú ngụ thứ 175 cho người vô gia cư. Đây đúng là một kỷ lục và là một chứng tá tuyệt vời về lòng vị tha đối với những người được thụ hưởng các dự án này, thì bà Sunil là thiên thần hộ mệnh của họ. Kế hoạch của giáo sư Sunil vào cuối năm nay sẽ hoàn thành 200 nơi trú ngụ cho người nghèo. Xin thân ái kính chào quý ông bà và anh chị em khán thính giả của TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay chúng ta lại trở lại với cha Phaolô Nguyễn Tất Hải. Chúng con xin kính chào cha. Vâng, chào cha Giám đốc Hoàng Thành Đức. Xin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả của TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trong loạt bài về các bí tích hôm nay, chúng ta sẽ nói về bí tích sức dầu bệnh nhân. Có một giáo dân hỏi con như thế này: thưa cha, con thấy ở một số nhà thờ thì cứ mỗi tháng vào ngày thứ năm đầu tháng thì trong thánh lễ các cha có sức dầu cho tất cả giáo dân đi tham dự thánh lễ, chứ không phải là những bệnh nhân, theo con hiểu là những người già đau yếu cần đến bí tích sức dầu. Thế thì xin cha giải thích thêm là cái bí tích sức dầu nên hay là sử dụng trong cái hoàn cảnh nào, thay vì là đại trà ai cũng sức dầu được, và ai là những người thừa tác viên của bí tích sức dầu. Để nói cho nó rõ ràng, chúng ta biết là chúng ta có cuốn cái này là bản tất yếu sách giáo lý giáo hội Công giáo, một cái cuốn nó trọn vẹn hơn, đầy đủ hơn là cái bản cái nó nhiều hơn. Ở đây nói rất là nói trong cái vấn đề ngắn gọn về vấn đề bí tích sức dầu, thì chúng ta biết rồi, Thiên Chúa của chúng ta đặc biệt qua Chúa Giêsu Kitô bày tỏ lòng thương cảm đối với bệnh nhân, và vì thế chúng ta thấy là trong Kinh Thánh, trong Phúc Âm nói Chúa Giêsu đi chữa lành bệnh này, nhưng người này người kia, dĩ nhiên Ngài không có chữa hết mọi bệnh tật. Có điều rằng là qua đó là những dấu chỉ để cho thấy rằng là nước Thiên Chúa đã đến, nơi sự hiện diện của Chúa Kitô Ngài đến, và không phải là chỉ chữa lành thân xác, mà quan trọng nhất đó là cho chúng ta được gặp gỡ Chúa, chúng ta được ơn tha thứ tội lỗi, và chúng ta được sống trong cái đời sống mới, con cái của Thiên Chúa, được giải thoát khỏi sự tội lỗi và sự chết. Và vì thế ở đây hỏi ai có thể lãnh nhận bí tích sức dầu, cái số 316 trong Toát yếu giáo lý giáo hội Công giáo nói rất là rõ: mọi tín hữu đều có thể lãnh nhận bí tích này khi họ bắt đầu lâm cơn nguy tử do bệnh tật hay già yếu. Chính người đó có thể lãnh nhận bí tích này nhiều lần nữa khi bệnh trở nặng hay mắc phải một cơn bệnh nặng khác. Trước khi cử hành bí tích này, phải cho bệnh nhân xưng tội riêng mới có thể được. Và nếu như mà chúng ta đọc trong cái điều luật về vấn đề những người lãnh nhận bí tích sức dầu bệnh nhân, thì cái điều 1004 nói rất là rõ: có thể ban bí tích sức dầu bệnh nhân cho tín hữu đã biết sử dụng trí khôn, tức là từ 7 tuổi trở lên, khi họ bắt đầu trong tình trạng hiểm nghèo vì bệnh tật hay vì tuổi già. Bí tích này có thể được ban lại nếu sau khi hồi phục bệnh nhân lại ngã bệnh nặng, hoặc nếu nguy cơ trở nên nghiêm trọng trong cuộc cơn bệnh kéo dài. Và dĩ nhiên chúng ta biết rồi, những người già yếu
có những người già yếu thì đi kèm theo cái sự già yếu là mệt mỏi, bệnh tật, dĩ nhiên rồi. Và có những người có nhiều bệnh nặng. Bệnh nặng ở đây không có nghĩa là phải sắp chết rồi mới sức giàu, không phải vậy. Hay là người ta chuẩn bị vào trong cái phòng giải phẫu là sức giàu, bởi vì chúng ta chưa biết là chết hay không chết. Nhưng mà bệnh trở nặng, và vì thế ở một số nơi như cha nói có làm nghi thức ban bí tích sức giàu cho tất cả mọi người, thì một phần có lẽ là về có thể là ý trong cái sự tốt là ý là ngay lành, là muốn cho mọi người nhận ra được bí tích sức giàu bệnh nhân nó quan trọng. Và cũng một lẽ bởi vì chúng ta mỗi ngày xưa chẳng hạn vậy, nghe nói sức giàu là tưởng đâu là sắp chết. Và vì thế ngay cả một số người trong gia đình và ngay cả những người lớn tuổi nữa, người ta sợ cha tôi sức giàu bởi vì sức giàu là con sắp chết. Không phải vậy. Và vì thế có thể là khi mà cho mọi người thấy được cái là ban bí tích sức giàu như vậy nó thường xuyên hơn, thì có lẽ là mọi người nhận ra rằng cái này là cái ân sủng của Chúa ban cho. Đây là một trong những hai bí tích chữa lành như chúng ta đã nói trước đây. Một cái bí tích chữa lành khác là ơn tha tội. Còn đây là bí tích chữa lành thân xác. Nhưng mà không phải chỉ có thân xác. Cái điều quan trọng đó là cho chúng ta được, cho những người đau yếu được kết hợp, biết kết hợp với sự đau khổ của Chúa Kitô trong cái mầu nhiệm, cứ mầu nhiệm gọi là khổ nạn của Ngài. Để rồi qua đó được cảm nghiệm được cái sự bình an, cái sự mà Chúa ban cho. Và vì thế thì một đằng thì chúng ta cũng đừng nên quá gọi là làm cho cái chuyện nó quá dễ dàng khi mà chúng ta ban bí tích sức giàu. Dạ vâng. Vậy thì ai là thừa tác viên hợp lệ của bí tích sức giàu thưa cha? Dĩ nhiên chỉ có các giám mục và các linh mục mà thôi. Rồi vì sao lại như vậy thưa cha? Thì vấn đề chúng ta biết rồi, cái thường thường chúng ta sức giàu thường thường như chúng ta đã nói ngày, cái vấn đề sức giàu thường thường những người thường thường đó bệnh trở nặng, và nhất là ngày xưa nữa là bệnh mà trở nặng thường thường đi luôn. Và vì thế nó gắn liền với cái với lại bí tích tha tội, nó gắn liền với bí tích tha tội, tha tội dụng nhân. Và vì thế mà chúng ta biết rồi, Chúa Giêsu thiết lập bí tích sức giàu. Ngài chúng ta biết là 7 bí tích đều do Thiên Chúa Chúa Giêsu thiết lập. Và vì thế cái sức giàu này dành riêng cho các linh mục, các giám mục là như vậy. Và đó là cái ơn của Chúa ban cho để các thừa tác viên của Ngài, các linh mục giám mục đến với các bệnh nhân để cùng chia sẻ với họ cái nỗi cái bệnh tật, cái sự yếu đuối của thân xác, nhưng mà đồng thời quan trọng là giúp cho họ được phục hồi lại cái niềm tin nơi Thiên Chúa và sự phục hồi về cái đời sống tâm linh, đặc biệt qua bí tích giải tội cũng như bí tích sức giàu. Dạ vâng, có một số trường hợp những anh chị em đến thăm những người bệnh nhân ở trong bệnh viện đấy, thì những người đó họ xin sức giàu, thì có một số ít thì đương nhiên họ không có giàu thánh như các cha hoặc là các giám mục vẫn thường dùng để gọi là dầu sức cho các bệnh nhân được Đức Cha làm phép vào mỗi ngày lễ dầu hàng năm đấy. Thì họ dùng dầu thánh du xe hay là dầu thánh nào thánh kia đó họ sức lên, rồi họ đọc, họ cầu nguyện những cái công thức tương tự. Thế là một số bệnh nhân họ lầm tưởng đó là bí tích sức dầu. Thế thì sao cha giải thích như thế nào, hay khuyên cho những anh chị em mà họ có lòng nhiệt thành, họ yêu mến những anh chị em nằm trong nhà thương thật, thế nhưng mà cái cách họ làm như vậy nó có nên hay không nên thưa cha? Chúng ta biết rồi, Thiên Chúa Ngài chữa lành con người nhiều cách. Chúng ta biết là có những người cầu nguyện mà thôi từ xa, chẳng hạn vậy, như là cha Thánh Pio Năm Dấu, Ngài ở bên Ý mà người bên Mỹ Ngài cầu nguyện bên này vẫn khỏe, vẫn được khôi phục lại sức khỏe. Bởi vì thế Thiên Chúa Ngài ban ơn cho chúng ta chữa lành bằng nhiều cách, có thể qua người này người kia, nhưng mà đặc biệt qua giáo hội, chứ là người thừa tác viên của Ngài. Không phải thừa tác viên của Ngài mạnh khỏe hơn những người khác hay là thánh thiện hơn những người giáo dân vân vân, phải vậy, nhưng mà đó là cái
cái quyền của Chúa, Chúa ban cho qua giáo hội, được qua các thử thách viên, linh mục và giám mục. Dĩ nhiên có một số nơi các đền, như hạn như đền thánh Giuse ở bên Canada, hay là ngay cả dòng chú thế của chúng ta có đền thánh bà thánh Anna ở bên Saint-Anne-de-Beaupré, cũng là ở bên Canada, ở vùng Quebec, hay là có một số nơi chẳng hạn tôn sùng thánh Gerardo ở bên Ý, chẳng chúng ta biết rồi đó, chúng ta cũng có từ, cái dầu cũng có đất cái thánh mà cũng họ mang một số dầu ô liu cái dầu rồi đó, người do đó là ấy, rồi nhờ cha làm phép. Nhưng mà chúng ta nên phân biệt này, cái dầu này nó không phải cái dầu mà các giám mục vào ngày thứ năm tuần thánh, dĩ nhiên sau này người ta dời vào thứ hai, thứ ba, thì cái dầu này, cái dầu khác, cái dầu chúng ta biết ngày thứ năm tuần thánh thì đức giám mục ở mỗi địa phương đều thánh hiến ba loại dầu, tức là dầu cho dự tòng, dầu cho chữa lành bệnh nhân, và dầu thánh tức là dành cho rửa tội, dành cho thêm sức, và truyền chức thánh gồm có linh mục và giám mục và thôi. Ở đây cũng nói luôn là cái dầu cho bệnh nhân cũng là một, như đã nói, là một trong ba loại dầu được thánh hiến, được đức cha thánh hiến vào ngày thứ năm tuần thánh. Thì dầu này được dành riêng cho sức dầu bệnh nhân mà thôi. Này. Đó là bí tích. Đó là bí tích. Còn các dầu khác, chẳng hạn vậy, có thể sức này nó ok thì mình cầu nguyện cho bà thánh Anna, cầu nguyện thánh Gerardo, cầu nguyện cho thánh Giuse, rồi mình tin tưởng, rồi xin nhờ lầu cầu bầu của các thánh mình sức. Nhưng mà nó khác với cái dầu bí dầu tích. Bệnh nhân bí tích. Okay. Cũng cái này nó cũng nói, cũng cái này chuyên về cho các linh mục nhiều hơn, các thử tác viên. Ở lẽ là có một ví dụ thật sự, nếu thật sự mà vị linh mục mà đi đâu đó mà quên, hay là không có kịp, chẳng hạn đang đi nửa chừng, có người nói là xin cha tới bệnh viện sức dầu ngay, mà ở đó không có dầu, mình không đem dầu thánh, không phải là đem dầu bệnh nhân đó. Thì nếu như thật sự đến một cái nhà nào đó mà nếu như ở đó có dầu phục hay là gì, dầu ô liu, thì vị linh mục đó có thể làm phép tại chỗ. Ok, có phải làm phép tại chỗ để mà có sức dầu bệnh nhân. Ok. Nhưng mà chỉ trong trường hợp đó mà thôi. Chỉ trong trường hợp đó mà thôi, rồi sau đó là không được. Đó là cái này là cái như là sơ cua. Nhưng mà đó là dầu bệnh, nhưng mà khi mà vị linh mục làm với cái ý chỉ là cái này là dầu này là dầu để sức cho bệnh nhân, là lúc đó mới là dầu nhân, chứ không phải là linh mục nào đưa dầu nào mình làm phép lành là thành dầu bệnh nhân, không phải vậy. Chúng ta phải nên hiểu vấn đề đó, nó khác nhau. Dạ vâng, thì giáo hội vẫn có những trường hợp gọi là mở rộng ra, trong những trường hợp đặc biệt là nguy tử thì giáo hội gần như là mở rộng cái lòng thương xót thay vì bó buộc trong một cái quy định nhất định nào đó. Đó nó thể hiện cái lòng thương xót của Thiên Chúa thể hiện qua giáo hội. Và đối với con nhận thấy cái bí tích sức dầu bệnh nhân thì ngày hôm nay giống như nó có hai thái cực. Một số người thì sợ sức dầu, tại vì nghe sức dầu là có nghĩa là gần chết rồi. Còn một số người thì lạm dụng việc sức dầu, có nghĩa rằng bả đâu tôi cũng sức cả, cứ nhức đầu số mũi cũng xin cha sức dầu. Cái đó là có thể cha gặp trong đời sống mục vụ của cha không thiếu, phải không? Chắc chắn là có số trường hợp có người thích sức dầu, có những người là sợ sức dầu. Và trong một số trường hợp cũng đã từng kinh nghiệm cho thấy rằng có những người bệnh nhân bác sĩ kêu là hết thuốc chữa, coma vậy đó, nhưng mà sức dầu chừng vài tiếng đồng hồ sau hay là ngày sau tự nhiên tỉnh lại, nó hầu như bình thường. Và vì thế là chúng ta biết là bí tích sức dầu bệnh nhân qua việc sức dầu đó rất là quan trọng. Và cũng lưu ý các những người tín hữu, đặc biệt những người trẻ mà có gia đình, có những người cha mẹ lớn tuổi, thì phải chịu khó lưu ý một chút. Đó là nếu như mà cha mẹ sắp sửa phải đi vào nhà thương ngày mai, ngày mốt, nói là bác sĩ nói là phải đi vào nhà thương, có thể là giải phẫu v.v. thì nên liên lạc liền với linh mục ở địa phương để rồi sức dầu lúc đó còn khỏe có thể đi thẳng tới nhà thờ rồi xin linh mục ngày mai, ngày mốt con sẽ đi giải phẫu sức dầu luôn. Có những người chờ tới lúc mà bệnh nhân vào trong cái phòng giải phẫu thì linh mục thì chịu làm sao mà tới kịp, có sẵn đâu mà sức dầu. Nhưng mà một điều cũng nên lưu ý cho tất cả những người
bệnh nhân, đó là thứ nhất là đừng có chờ cho đến khi nào mà sắp sửa mà đi vào giải phẫu mới ấy, thì lúc đó mới có linh mục thừa tác mới có sẵn sàng được, mới có thể đến được. Cái thứ hai nữa là việc sức dầu bệnh nhân, chúng ta biết rồi, có thể sức làm nhiều lần, sức làm nhiều lần bệnh trở nặng thế này thế nào phải sức làm nhiều lần. Nhưng mà một cái điều nữa cũng nên lưu ý luôn, đó là nếu, bởi vì chúng ta biết rồi, bây giờ hiện nay là thiếu thừa tác viên linh mục, và vì thế nếu như mà một bệnh nhân ở nằm nhà thương lâu ngày thì có thể một tuần, hai tuần, ba tuần mực sức dầu rồi, có thể hai ba tuần sau sức dầu lần nữa. Và ngay cả nếu như mà bác sĩ nói rằng ồ có thể hai ba ngày sau, dân nói hai ba ngày sau thì qua đời, thì có thể sức dầu rồi ban ơn toàn xá, ơn tha tội với ơn toàn xá để ban tất cả những ơn. Thì nếu như mà đã được như vậy rồi đó thì cũng đừng quá lo lắng nói là phải có chai sức dầu trước khi mới chịu chết, thì cái đó chúng ta khó, làm sao mà có linh mục mà ngồi sẵn đó 24/24. Nếu như mà chúng ta lo lắng trước, để người, nếu như mà những người thân của chúng ta đã lúc còn tỉnh táo xưng tội rồi biết rằng là trong trường hợp sắp nguy tử chẳng hạn vậy, thì vị linh mục có thể ban ơn toàn xá luôn để mà có thể ra bạn ra đi bình an. Và nhưng mà có điều là như thế này, như đã nói, nếu như thật sự mà cái người thân của chúng ta đã từng được sức dầu rồi, đã được ban ơn toàn xá rồi vân vân, xưng tội đàng hoàng rồi, thì cũng đừng quá lo lắng đến lúc mà 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, hay là có những lúc không có linh mục thì nghĩ rằng là chắc là linh hồn của người thân của mình đi đâu, không phải lên thiên đàng. Cũng đừng có quá lo lắng như vậy, bởi vì chúng ta đã đặt trọn niềm tin, lòng thương xót của Chúa, và qua các thực tác viên của Ngài đã trước đây đã đến giúp đỡ, thì để rồi chúng ta được biết tin tưởng cậy trông vào Chúa. Vâng. Thì bí tích sức dầu bệnh nhân cũng như các bí tích khác có thể có một số ngăn trở trong việc lãnh nhận bí tích. Thì đâu là những ngăn trở phổ biến mà cha có thể chia sẻ với quý khán thính giả ngày hôm nay khi mà họ muốn lãnh nhận cái bí tích sức dầu, mà có thể có một vài ngăn trở trừ trường hợp nguy tử, thì con nghĩ rằng giáo hội ban phép nào đó cách đặc biệt, thì xin cha giải thích thêm đâu là những, có thể là những ngăn trở của bí tích sức dầu bệnh nhân có thể là như thế nào, hay là trong trường hợp nào thì những ngăn trở đó được giáo hội miễn chuẩn cho để mà được đón nhận bí tích sức dầu bệnh nhân, thưa cha? Ở đây cũng nói luôn, chúng ta biết rồi, cái vấn đề sức dầu thường thường hay đi đôi với lại vấn đề xưng tội nữa. Và vì thế nếu như chúng ta biết rồi, trong có những cái vấn đề này thường xuyên hơn, đó là cái chúng ta biết rồi, chúng ta quen gọi là sống rối, tức là sống không có phải trong cái điều giáo hội mong muốn, đại khái đó nó ngoài vấn đề giáo hội mong muốn, tức là ly dị rồi tái hôn, không có phép hội thánh, thì trong trường hợp đó thì dĩ nhiên là người ta không có được xưng tội rước lễ rồi. Ở đây cũng nói luôn để chúng ta lưu ý nhé, đó là nếu như mà ly dị tái hôn không có phép của hội thánh, nhưng mà bây giờ hai người đã thật sự ở riêng ra, và chúng ta biết rồi bây giờ tình trạng có những người lớn tuổi rồi, bây giờ có người ở nơi sinh hôn, có một ông ở sinh hôn hay là bà nên xôm rồi, ông hay bà ở nhà, thì thật sự trong trường hợp đó nếu như vị linh mục sau khi đã tìm hiểu cẩn thận cặn kẽ, nói rằng là hai người bây giờ đây thứ nhất là không có còn có những liên hệ về vấn đề như là vợ chồng, nhưng mà giống như là giúp đỡ nhau, như là anh chị em trong một nhà để mà nâng đỡ, thì trong trường hợp đó vẫn có thể xưng tội trước lễ được Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô, Gioan Phaolô đệ nhị, Ngài cũng đã nói đến vấn đề đó. Và ngay cả khi cùng ở trong một cái gia đình, bởi vì lý do nào đó cần phải hiện diện của hai người để nâng đỡ tinh thần nhau mà không có liên hệ về vấn đề vợ chồng, thì vẫn có thể xưng tội trước lễ được sau khi đã trình bày và viết lên một tìm hiểu cặn kẽ. Và vì thế trong trường hợp đó thì chúng ta biết rồi, nếu người ta đã được xưng tội rước lễ bình thường lại rồi thì dĩ nhiên sức dầu vẫn được, chứ không phải là, còn nếu như mà vẫn trong cái tình trạng họ sống bình thường giống như là không, như không có gì xảy ra giữa vợ chồng với nhau, thì đương nhiên là không có được xưng tội rước lễ rồi, trừ trường hợp dĩ nhiên lúc như là cha đã nói rồi, lúc mà bị khẩn cấp
thì vẫn có thể xuất dầu cho họ được. Nhưng mà chỉ trong trường hợp đó thôi. Và sau đó nếu như mà họ khỏe lại rồi đó thì họ cũng không, nếu mà họ sống chung như vợ chồng thì họ cũng không xưng tổ rước lễ và xuất dầu trở lại, trừ trường hợp khẩn cấp một lần nữa. Vâng, nói chung bí tích xuất dầu là qua bí tích đó Chúa ban thêm cái sức mạnh không chỉ về phần xác mà quan trọng hơn là về phần hồn. Thế nhưng một số giáo dân nói rằng họ chọn các cha, có nghĩa là họ sợ một số các cha xuất dầu xong thì người thân là sẽ không trở lại nữa. Một số cha thì họ đồn với nhau rằng cha đó không sao cả, sức vô là khỏe ngay. Còn một số cha thì sức xong là đi liền. Thì một số họ tránh. Tuy nhiên cái đó không phải là điều mà giáo hội dạy. Tuy nhiên là mọi ơn đến từ Chúa cả, các linh mục chỉ là những khí cụ của Ngài mà thôi. Nhưng có những cha thì giáo dân gọi là mát tay, có nghĩa là các đấng mà sức rồi thì không ai ra khỏi nhà thương cả, mà ra là đi bằng xe một chỗ nằm thôi. Thì có những điều nó nghe có vẻ nó khôi hài như vậy, nhưng mà tâm lý của người giáo dân bình thường khi nghe tới sức dầu, họ nghĩ ngay tới cái gì là nguy tử rồi, hoặc là nguy hiểm lắm mới đụng tới cái vấn đề sức dầu. Và thực sự vấn đề sức dầu này là giáo hội khuyên là trong những trường hợp thật là cần thiết, cần đến sự trợ giúp của ơn Thánh Chúa thì mới sử dụng đến, chứ chúng ta không có lạm dụng nó một cách thường xuyên, và có nghĩa rằng bà đâu cũng sử dụng đến cái bí tích và xem đó là một cái bí tích, hay thậm chí con chưa gặp nhưng có người nói rồi là có một số giáo dân vào nhà thờ để mà xin cái dầu đó để về sức cho người thân, mặc dù là đương nhiên không phải, họ không có cái năng quyền để mà làm cái điều đó, thế nhưng họ muốn vào để xin cái dầu đó, phải đúng cái dầu đó thì sức nó mới lên. Chúng ta biết rồi, dĩ nhiên vấn đề dầu thánh hay là dầu dự tòng hay là dầu sức, dầu bệnh dành cho bệnh nhân, nó không phải là mình muốn lấy là lấy, muốn dùng là dùng, nó phải có phép tắc này nọ, và dĩ nhiên chỉ có những người thầy tác viên chính thức mới được dùng mà thôi. Và vì thế một cái, nếu như họ thật, những gia đình thân nhân của những cái gia đình của những người có người ta đau yếu thì cứ nói với cha sở hay là những cái vị linh mục địa phương nói cần cái sức dầu, thì thật sự các ngài chúng ta biết rồi, có những người cần sức dầu ban ngày, có những người đã khẩn cấp ban đêm, thì nếu như mà không có gì trở ngại thì thường thường các linh mục cũng phải đi thôi, chứ không có nệ hà gì hết. Và vì thế đó là lý do tại sao, nếu như thật sự mình biết rằng là chẳng hạn ví dụ thôi, bác sĩ nói rằng là sau khi đã không tìm cách cứu chữa mà không có được, bác sĩ có thể đoán là có thể trong vòng chừng 24 tiếng đồng hồ hay là 48 tiếng đồng hồ nữa thì qua đời, thì gia đình phải mời ngay linh mục để ban ơn sức dầu, rồi sau đó ơn toàn xá sau hết vân vân. Thì cái đó là cái sự hiểu biết của gia đình thân nhân. Nhưng mà còn nếu chúng ta cứ tự động làm thì chúng đó thì chúng ta thực không nên điều đó. Thì không nên. Thì giống lúc gọi các cha trên xét dầu, thường là người đầu tiên gọi đó là cha xứ của mình, phải không các? Rồi tới nếu mà cha xứ cần việc gì hoặc là ngài không thể đến được thì mới nhờ các linh mục khác, phải không thưa cha? Thì đó là điều mà giáo dân cũng nên biết, cái vấn đề tế nhị về vấn đề các đấng bản quyền là những người chúng ta cần phải cho biết trước để các đấng thu xếp, chứ không phải rằng nhiều lúc các đấng có đó rồi chúng ta lại đi kiếm chỗ này chỗ kia thì nó không có hợp lý lắm, có phải không thưa cha? Đúng rồi, dĩ nhiên chúng ta biết rồi, cái vậy linh mục ở chỗ địa phương là cái người mục tử chính thức coi sóc giáo dân của anh chị em, giáo dân của các ngài. Và vì thế chúng ta phải liên lạc trực tiếp liền với văn phòng giáo xứ địa phương. Và nếu như mà ngài không được thì ngài có thể nhờ người khác, hay là nhờ kêu chúng ta có thể kiếm cha khác. Thì cái đó là chúng ta phải nên để ý chuyện đó một chút về vấn đề mục vụ của các linh mục. Dạ vâng. Cảm ơn cha đã đến với chúng con qua tiết mục giáo luật về bí tích sức dầu bệnh nhân. Những thông tin rất là hữu ích cho chúng con. Xin quý khán thính giả khi lắng nghe chương trình này, chúng ta hiểu thêm
về bí tích sức giàu bệnh nhân, để rồi chúng ta đến với một cái tâm tình của một người con đến với Chúa và thật sự cần thiết đến bí tích bàn ơn sức mạnh này, thì chúng ta không có lạm dụng hay là không có sợ sệt khi phải đến với bí tích sức giàu bệnh nhân. Xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn để rồi khi đến với cái kho tàng ơn sủng của Thiên Chúa, là những người con cái như chúng ta mạnh dạn đến và đến với một sự chuẩn bị nó xứng hợp hơn khi chúng ta đón nhận bí tích, cũng như tất cả những bí tích khác trong giáo hội. Bí tích sức giàu bệnh nhân cũng là một trong hai bí tích chữa lành rất cần thiết trong đời sống của chúng ta và được đón nhận nhiều lần, chứ không phải bị hạn chế bởi một số lần, nhưng được đón nhận lặp đi lặp lại được. Thế nên chúng ta hãy mạnh dạn đến với nguồn ân sủng mà Chúa ban cho chúng ta qua giáo hội. Giờ đây xin cha chúc lành cho quý khán thính giả. Lạy Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót, cha luôn luôn yêu thương ban ơn cho con cái của cha, đặc biệt những người con cái đau yếu, bệnh tật, gặp những khó khăn của tuổi già. Và chúng con cảm tạ ơn cha đã ban cho giáo hội đã có quà bí tích sức giàu để đến với những anh chị em của mình, những anh chị em đau yếu. Và qua đó để họ nhận ra được tình yêu thương của cha, cũng như nhận được cái sự đồng hành của cha trong cuộc sống của họ, để nhắc nhở họ biết rằng là cha vẫn tiếp tục gìn giữ ban ơn, và nhất là mau chóng muốn cho họ trở nên được lành lặn thân xác, và nhất là được về phần linh hồn, để họ biết luôn luôn được bình an trong cái lòng thương xót cũng như sự quan phòng của cha. Xin cha thương đến những người đau khổ về bệnh tật khắp nơi trên thế giới. Xin cha ban ơn an ủi cho những người thân nhân, đặc biệt người cha, người mẹ có con cái bệnh tật lâu năm. Xin cha chúc lành ban ơn cho họ được luôn luôn cậy trông vào lòng thương xót của cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. Chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng xin được kết thúc nơi đây. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả. Xin quý cụ, quý ông bà và quý anh chị em tiếp tục thương yêu, nâng đỡ và yểm trợ cho TV Ánh Sáng Tin Mừng, để chúng tôi có phương tiện phát triển chương trình ngày một lan rộng hơn. Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng xin liên lạc về TV Ánh Sáng Tin Mừng, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại 562-988-7997, điện thư tvastm@gmail.com. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng trên mạng lưới điện toán toàn cầu dcctihaingoai.com hoặc vào youtube.com với từ khóa TVASTM. Xin kính chúc quý vị được tràn đầy hồng ân Chúa trong vòng tay yêu thương của Đức Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Xin thân ái kính chào.